chào bà con và chào mừng quay trở lại kênh Hai Nông. Ngày hôm nay Như Ý đang có mặt tại vườn nho của anh Nguyễn Tường, tọa lạc tại xã Phước Hưng, huyện An Phú, tỉnh An Giang. Bằng sự nỗ lực của bản thân và tinh thần ham học hỏi, anh đã tích lũy được một vốn kiến thức nhất định cũng như những kinh nghiệm quý báu và thực hiện thành công mô hình trồng nho kết hợp với du lịch sinh thái, mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần phát triển kinh tế hộ gia đình hiệu quả. Và trước khi đạt được thành công này, anh cũng đã trải qua không ít những khó khăn, thử thách. Ngày hôm nay, xin mời bà con hãy cùng theo chân Hai Nông đến gặp trực tiếp và lắng nghe anh Tường chia sẻ về câu chuyện khởi nghiệp của mình nhé. Dạ em chào anh. Dạ em là Như Ý và em đến từ kênh Hay Nông. Ngày hôm nay là rất vui được đến đây tham quan cũng như là lắng nghe những chia sẻ của anh về mô hình vườn nho kết hợp với du lịch sinh thái của mình. Trước khi mà chia sẻ thì anh có thể giới thiệu bản thân cho bà con đang theo dõi kênh được biết không ạ? Về anh tên gì, anh sinh năm bao nhiêu và anh đã thực hiện mô hình này được bao lâu rồi ạ? Tên vườn nho của anh là tên Nguyễn Tường. Dạ. Anh cũng tên Tường luôn. Dạ. Anh ở hiện tại là ấp Phước Hòa, xã Phước Hưng, huyện An Phú, tỉnh An Giang. Dạ. Năm anh sinh năm 1993. Dạ. Vườn nho anh năm nay làm đã được 2 năm rồi. Dạ. Cho ăn trái được 2 vụ. Vụ này là vụ thứ 2. Nãy giờ em có đi một vòng em tham quan vườn nho của mình thì thấy mình đầu tư cũng rất là chỉnh chu. Không biết là cơ duyên nào đã đưa anh đi khởi nghiệp bằng vườn nho và kết hợp với du lịch sinh thái này ạ? Cơ duyên cũng ông anh á, ổng cũng dự định ổng trồng rồi ổng kêu về nhà lên mạng coi tham khảo giùm ổng đừng ổng trồng nhưng mà tới cuối cùng rồi về nhà rồi cũng lên mạng coi thì kia rồi tham khảo cho ổng đầy đủ dân rồi đã rồi ổng không trồng. Dạ. Ổng không trồng rồi mình thấy nho trái thấy ham quá rồi cho nên mới làm thử coi nó làm sao. Dạ. Rồi cũng làm trồng nho rồi lúc trước cũng có dự định là mở du lịch cho khách này kia vô tham quan luôn. Dạ. Dạ. Vậy thì khi mà mình trồng á, kỹ thuật của mình trồng thì mình quan tâm nhất đến yếu tố nào khi mà trồng nho ạ? Đất, nước, ánh sáng hay là không khí? Nói chung á là cái chính của nó là nước với phân thôi. Nước còn đất á thì dạ. Nho này đất nào mình trồng cũng được chứ. Dạ. Như là không có mà đất nào mà trồng không được, đất phèn mà bây giờ người ta còn đem cây nho về người ta trồng rất là nhiều luôn. Vườn nho của mình á hiện tại diện tích khoảng bao nhiêu vậy anh? 3.000 m². Dạ, năng suất mỗi một vụ của mình là khoảng bao nhiêu anh? Nho này á là năng suất tầm cỡ khoảng đây sắp tới đó nha. Nho 2 năm đảo lên đó là năng suất nó cho của anh đây làm ra chắc cỡ khoảng 2 tấn. Rồi lên tầm ở 3 năm, 4 năm á, là nó lên cái khoảng 2 tấn rưỡi. Dạ. Nó cho năng suất cao lắm. Dạ. Nó chỉ nặng cái tiền vốn cấp ban đầu thôi. Rồi sau lại thì mình làm từ từ ra mình lấy. Dạ. Vậy thì không biết mà khi khách du lịch đến đây tham quan, hái quả cũng như là ăn uống ở trong vườn nho á, thì nó có ảnh hưởng gì đến năng suất cây nho của mình không anh? Không. Tại vì nho này mình ăn mỗi một lần mà mình ăn xong trái đó là mình xớ lên toàn bộ, mình xớ đất lên hết trơn. Dạ. Mình sẽ đi phân lót lại cho nó, đi phân ở đàng hoàng xong xuôi giờ mình sẽ cắt cành lại nó sẽ ra trái tiếp nữa. Chứ không có ảnh hưởng gì mà bên đất bọng gì, chai bọng gì chứ. Sau này mình còn xớ lên nữa mà. À. Ăn xong được trái là mình phải bắt buộc là mình phải xớ đất lên. Dạ. Đi lót cho nó. Dạ vậy thì khi mà mình trồng nho thì mình bán nho tươi hay là hiện tại mình có còn bán cái sản phẩm nào liên quan đến nho nữa không ạ? Ở đây anh có nho tươi. Dạ. Khách lợi tự cắt, tự hái, rồi tự selfie chụp hình này kia là các kiểu khách đều cho khách tự nhiên hết. Dạ. Rồi ở đây thì cũng có nho sấy. Nho sấy. Rụ nho, quang nho. Dạ. Có ở đây anh có lấy thêm một mặt hàng nữa là bên rượu bưởi á. Rượu bưởi á, uống vô nó con người mình nó thoải mái mà nó tốt cho sức khỏe. Tốt cho sức khỏe đó. Dạ. Ở đây thì anh thấy cái đó thì người ta cũng chuộng cái đó đó, rồi cũng có nhập thêm một số mặt hàng về để mình bán thêm vô cho khách. Dạ.
Không biết là các sản phẩm làm từ nho của mình á là mình tự làm hay là mình có liên kết với cơ sở nào khác không anh? Nói chung á thì cũng có một số như rượu nho này kia, quan nho thì mình làm nhà. Dạ. Còn như mà nho sấy này kia thì cái đó thì cần phải nhà máy. Dạ. Nhà máy rồi sau này như mình lấy của người ta cũng được. Còn nếu mà mình sau này mà mình số lượng của mình đó có đó, mình sẽ đưa cho người ta thì người ta sẽ sấy cho mình luôn. À dạ. Tại vì làm cái đó thì nó phải tốn phí tới cái nhà máy nữa, cũng dạ, nặng tiền lắm. Dạ. Mà sau này thì từ từ cũng sẽ phát triển ra, đang sửa soạn tính mở rộng ra thêm cái này. Tại vì bao nhiêu đây là không đủ bán cho khách. Dạ. Hiện tại thì ngoài cái việc là mình bán nho tươi cho khách du lịch đến đây á, thì mình còn đầu ra nào nữa không anh? Có bán hàng này kia đó. Dạ. Với lại bây giờ thường thường ở đám cưới người ta đãi cái món nho nữa. Dạ. Đám cưới người ta cũng vô đây người ta đặt này kia, người đặt 20-30 kg, 30-40 kg về để mà đãi món đám cưới đó, món tráng miệng á. Dạ. Thì khi bắt đầu khởi nghiệp á thì ắt hẳn anh cũng gặp rất là nhiều khó khăn và thử thách, thì không biết anh có thể chia sẻ về một cái kỷ niệm đáng nhớ nhất của anh trong quá trình khởi nghiệp của mình được không ạ? Nói chung bây giờ tại vì hồi lúc trước á là mình không có biết, là nói chung á là nhiều cái kỷ niệm đó đáng nhớ từ hồi đó giờ rất là khó khăn. Tại vì hồi đó mình không biết về nó là nó rất là khó, nhưng mà đảo là bây giờ á thì mình biết về nó rồi là cái cây nho này làm rất là dễ. Dạ. Đất nào nói chung đất nào về ở đây mình trồng cũng được hết chứ. Có hồi đó thì mới quá mặn mình không biết gì cả. Có khi mà hồi đó mà anh mà cắt cành ra để lấy trái đó nha, là cây mà nó chết luôn á. À. Không biết để mình làm rồi. Dạ. Nó chết cây. Rồi sau này rồi làm thấy cây nho nó làm rất là dễ, cũng dễ làm lắm. Dạ, anh thấy mô hình trồng nho kết hợp với du lịch sinh thái mang lại những ưu điểm gì? Cái này anh thấy có thêm nguồn thu nhập, phát triển kinh tế thấy cũng tốt. Dạ, hiện tại thì em thấy là người trẻ thì sẽ thường ít chọn nông nghiệp để mà khởi nghiệp. Tuy nhiên là anh là chọn đi theo mô hình này, thì không biết là trong tương lai anh có dự định là sẽ mở rộng diện tích của mô hình này không anh? Có. Dạ. Anh nói chung là thấy nho này thấy cũng mê lắm. Mặn thì mỗi ngày đi ra làm cứ theo trái hoài thì giờ mỗi ngày mỗi trái nó khác nhau, giờ mình thấy mê lắm. Dạ. Rồi cũng có dự định là sắp tới này sẽ mở rộng ra thêm nữa. Một là nếu như mà chỗ này á thì có được đất á thì anh sẽ mở rộng ra thêm. Còn nếu như mà không có thì anh sẽ mở rộng ra chỗ khác thêm nữa. Dạ. Cảm ơn anh đã dành thời gian để có những chia sẻ vừa rồi đến với bà con đang theo dõi kênh. Và em cũng chúc cho anh sẽ tiếp tục thành công hơn nữa của những dự định trong tương lai ạ. À. Em cảm ơn anh rất nhiều. Bà con thân mến, hòa vào xu hướng du lịch sinh thái, du lịch miệt vườn đang ngày càng phát triển. Vườn nho của anh Nguyễn Tường hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm thú vị. Nếu có dịp đến với An Giang, đừng bỏ qua cơ hội khám phá vườn nho đầy thú vị này nhé. Cảm ơn bà con đã theo dõi video đến giờ phút này. Và nếu như có bất kỳ thắc mắc gì về kỹ thuật cây trồng, đừng ngần ngại hãy để lại bình luận dưới video nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.